tím răng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngâm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin trời lời ru em ai, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha thank you.
Người là Cha giàu lòng từ bi nhân ái và là Thiên Chúa thẳng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Trong gian truân tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ vật xấu tôi nài quan Chúa mà Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa cho tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sông đại dương. Ba cùng sô lâm tấn công tôi. Trong gian truân tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài quan Chúa mà Chúa đã nghe tiếng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ông Joseph về Arimathê xin ông Philato cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Philato chấp thuận. Vậy ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân một dược được trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc hơn mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh có một cửa vườn và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày ác lễ của người Do Thái mà ngôi mộ lại gần bên nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho Đức Giêsu Kitô con của người được sống lại từ cõi chết. Chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa cho mọi người còn sống và đã qua đời được hưởng ân cứu độ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho toàn thể giáo hội được bền lòng tin tưởng và chân thành hợp nhất với nhau. Xin Chúa ngàn đời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cứu thế giới khỏi mọi hiểm họa chiến tranh. Xin Chúa ngàn đời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa là Cha nhân từ thương đến những anh em đang thiếu nhà cửa, lương thực và công ăn việc làm. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ông Giuse đã nhận bí tích thánh tay mà nay đã qua đời, được chung hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ông Giuse đã nhận mình thánh Chúa là ánh trường sinh, được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con thành thánh cha cả sáng, tôn cha chỉ nên nhà cho chúng con hôm nay luôn thường hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, như cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lời thì con như Giuse mà Cha đã đoái thương gọi ra khỏi thế gian này về với Cha, xin cho linh hồn này thoát khỏi xiềng xích tội lỗi về hưởng hạnh phúc, an nghỉ trong ánh sáng muôn đời và được sống lại vinh quang giữa hàng các thánh và những người Cha đã chọn.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời. Chúa con nỡ rơi vương sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chẳng tội nào ai đối được, bởi Chúa con đang có lòng thành cùng vì lời Chúa con thành thơ. Con đã trông thấy Chúa con linh hồn con trong tay vòng tay thương mến.
đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt. Con về trong ngày Chúa, Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa, Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con. Một lời từ xa tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về trong ngày Chúa, Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi,
tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Âm thầm tìm đến Chúa cứu giúp con, nguyện lòng từ ái Chúa thương phận này hèn yếu. Chúa để sớm được vào hưởng công nhan của Chúa.
Trong tâm tình đó, giờ đây mỗi người chúng ta hãy nhìn về chính tội lỗi của chúng ta để xứng đáng trở thành màu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa còn nắng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương người tội lỗi và ban thưởng hạnh phúc muôn đời cho bậc thánh nhân. Ngày hôm nay chúng con tiện đưa anh Giuse đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từ giờ phút này được chung phận vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh về quê trời hương nhang Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiến tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Và chiếc thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta từ ngược trên trời, người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của người, nhờ quyền lực mà người vẫn có để bắt muôn vật suy phục người. Đó là lời Chúa. Hồn con cùng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Lạy Chúa, con tôn thờ, lạy hồn con khao khát Chúa. Lạy hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hàng sông. Bao giờ con được đến vào bề kiếm tôn nhan? Ngài là Chúa con tôn thờ, Ngài hôn con cao cả Chúa. Tôi tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tan tà. Ngài là Chúa con tôn thờ, Ngài hôn. Chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con hãy thắt lưng,
hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ khi chủ về vẫn còn tỉnh thức. Quả thật thầy nói với các con, chủ sẽ thắt lưng đặt họ vào bàn ăn và đi lại phục vụ họ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào ngạch nhà mình. Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Cho mỗi người chúng ta chắc chắn là không, bởi vì không có kiếp sau. Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên, tạo dựng nên và cho chúng ta vào trong thế gian này, để rồi sau cái chết chúng ta sẽ trở về với Thiên Chúa để hưởng sự sống đời đời. Vì thế không có kiếp sau cho chúng ta, mà chúng ta chỉ được sống ở thế gian này nơi quán trọ một thời gian, rồi chúng ta lại được trở về với Thiên Chúa để hưởng sự sống đời đời. Chính vì thế, với đức tin của chúng ta, sau cái chết chúng ta sẽ tiến về một trong hai nơi sau đây. Nơi thứ nhất đó là thiên đàng, hay chúng ta còn gọi là nước trời, như trong bài đọc một chúng ta vừa nghe. Nơi thứ hai chính là hỏa ngục để lại. Vậy thì chúng ta mong ước cho người thân của chúng ta sau khi qua đời sẽ được vào nước trời để hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Đó là ước mơ duy nhất của mỗi người chúng ta. Vậy đấy, nhưng trước khi vào nước trời thì chúng ta đều biết rằng chúng ta phải ở một nơi, và chúng ta ở nơi đó nhiều hay là ít tùy vào cách sống của chúng ta ở thế gian này. Nếu như ở thế gian này mình cố gắng làm lành, lắng giữ càng nhiều thì mình sẽ ở nơi đây càng ít. Càng nhiều thì sẽ ở càng ít. Còn nếu như chúng ta làm lành ít mà làm dữ nhiều thì chúng ta sẽ ở nơi đây rất lâu. Chúng ta ý thức điều đó, bởi vì nơi lửa luyện tội là nơi thánh luyện những gì mà chúng ta đã sống ở thế gian. Mình càng nhiều tội thì mình càng phải thánh luyện thật nhiều. Chúng ta ý thức điều đó. Trong tháng 11 này chúng ta thấy chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, bởi vì các linh hồn là những linh hồn đang sống nơi luyện ngục và cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Vì thế, ước mong của chúng ta là như thế. Chúng ta ước mong vào điều đó bởi vì mỗi người chúng ta đều tin vào Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa là đấng đã dựng nên trời đất muôn vật và dựng nên chính chúng ta. Chúng ta tin vào Thiên Chúa là tình yêu. Dù cho có người phạm tội thì Thiên Chúa vẫn hứa ban ơn cứu độ, ban đấng cứu độ. Và đấng cứu độ đó đã đến thế gian, đã chết vì chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tin vào điều đó. Tin vào rằng dù mình có phạm tội, mình biết ăn năn sám hối thì Thiên Chúa vẫn tha. Và chúng ta tin rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng duy nhất có quyền đưa chúng ta vào hưởng sự sống đời đời. Chỉ có duy nhất Thiên Chúa mà thôi, chứ không có ai khác có quyền ban cho chúng ta hạnh phúc đời đời. Chính vì thế, đó không phải là ước mơ mà chúng ta, không chỉ là ước mơ mà chúng ta dành cho linh hồn nào đó qua đời,
mà đó cũng phải là ước mơ dành cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Bởi vì ai cũng phải chết, không ai có thể thoát được cái chết. Và chính chúng ta sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết và cũng phải ra trình diện cùng với Thiên Chúa. Vì thế mỗi người chúng ta phải nhớ như thế này: mình phải làm lành thật nhiều và tránh càng nhiều càng tốt việc làm dữ. Và cái việc làm lành đó nó thể hiện qua những việc làm nào? Xin thưa rằng đó là việc chúng ta tham dự thánh lễ. Không phải là chỉ ngày Chủ nhật mình đi dự lễ cho nó xong nhiệm vụ của mình để mình khỏi phạm tội, nhưng mà mình nên nhớ mình còn có những lễ ngày thường nữa. Mình đến với Chúa để mình nghe lời của Chúa, nghe giáo huấn của Chúa, để rồi chúng ta biết cách để chúng ta sống làm lành lẫn dữ trong cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta thấy có những cái nó quan trọng hơn việc chúng ta đến với Chúa, nên chúng ta đã bỏ Chúa. Ngày thường thì ít nói ra, nhưng mà ngày Chủ nhật rất nhiều lúc chúng ta cũng bỏ Chúa. Rồi làm lành bằng việc gì? Làm lành bằng việc chúng ta đi xin tội. Như đầu lễ đã nói, trong cuộc sống này ai cũng phạm tội, người tội nhiều hay người tội ít. Nhưng mà ăn thua là mình có biết ăn năn sám hối tội của mình hay không? Mình có biết nhận ra tội của mình hay không? Để mình đi xưng thú tội lỗi, để mình giao hòa với Chúa, giao hòa với những người xung quanh. Có nhiều lúc mình phạm tội mà mình không nhận ra tội và mình cố chấp trong tội là một điều rất nguy hiểm. Rồi còn điều gì nữa? Mình phải biết cầu nguyện với Chúa. Mình cầu nguyện với Chúa để mình có một đời sống gắn kết với Chúa, thì mình sẽ nghe được tiếng Chúa nói với mình, thì mình mới sống đúng được trong cuộc sống. Rồi làm lành, làm bác ái, đó là một cách rất hữu hiệu đối với mỗi người chúng ta. Bởi vì khi chúng ta chết đi rồi, chính những việc làm bác ái nó sẽ ra, nó biện hộ cho chúng ta trước mặt Chúa. Chứ không phải là: à Chúa ơi, con làm được nhiều nhà lắm, con có được nhiều tiền lắm, con có được nhiều cái này nhiều cái kia ở thế gian đó, nhưng mà Chúa nói ta không cần những điều đó. Nhưng mà chẳng cần là chỉ và một vài cái điều mà chúng ta làm là một vài những điều mà chúng ta nói tốt chẳng hạn, sẽ ra điều hộ cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa, để rồi những điều đó sẽ giảm rất là nhiều cho chúng ta trong thời gian ở địa ngục. Làm lành từ trong suy nghĩ của chúng ta, từ trong lời nói của chúng ta và trong việc làm của chúng ta. Chứ không phải là mình cứ cho ai đó 5.000, 10.000 hay bao gạo này, bao gạo kia là làm lành. Mà làm lành nó còn từ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm của chúng ta và trong lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người khác. Thì lúc đó mới thật sự là chúng ta đang làm lành, làm bác ái. Và cũng ước mong rằng mỗi người chúng ta phải lắm giữ. Lắm giữ là việc chúng ta phải từ bỏ đi trong con người của chúng ta sự tham lam, sự ích kỷ, hẹn hò. Bỏ đi trong con người của chúng ta sự ganh ghét, sự nóng giận. Bỏ đi trong con người của chúng ta những lời nói không hay không tốt, xét đoán người này, xét đoán người kia. Chúng ta hãy làm lành lắm giữ. Và trên hết, chúng ta phải tin vào Chúa. Chúng ta phải tin vào Chúa thì chúng ta mới cố gắng làm lành lắm giữ được. Mình không tin vào Chúa thì mình sẽ không bao giờ làm lành lắm giữ được. Mình tin vào Chúa thì mình mới nhớ tới những lời dạy của Chúa để mình sống. Tôi mong rằng mọi người chúng ta ý thức điều đó, để rồi luôn nhớ một điều rằng đích đến của tôi là nước trời. Bởi vì sau khi chết tôi sẽ tiến về nước trời, tôi phải trình diện với Thiên Chúa. Nhưng mà việc mình có được vào nước trời hay không là tùy vào cách sống của chúng ta ở thế gian này. Và chúng ta hãy nhớ điều đó, để rồi mỗi người chúng ta ngay từ giờ phút này phải chuẩn bị cho chính bản thân của mình. Như trong Tin Mừng ngày hôm nay chúng ta thấy phải tỉnh thức, bởi vì Chúa đến bất ngờ. Chúa đến bất ngờ lắm, không ai có thể nói rằng 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa tôi mới chết.
không ai có thể nói được điều đó. Có thể tôi đang đứng nhận lễ ở đây, một hồi tôi đi về tới nhà thờ tôi đột quỵ, tôi chết. Không ai nói trước được điều đó, đúng không? Nên mỗi người chúng ta phải tự chuẩn bị cho mình ngay từ giờ phút này, chứ không phải là ôi tôi chờ tới gần ngày tôi chết, tôi làm bác ái thật nhiều, tôi bán nhà bán cửa đi, tôi cho người này, tôi cho người kia. Không có kịp đâu, bởi vì cái giờ đó khó lắm ha. Khó có ai mà tới giờ chết mà làm được những điều đó, mà cái chết nó đến mức nào. Nên chúng ta ý thức điều đó, để rồi chúng ta luôn luôn hãy nhớ và làm lành lãnh dữ trong cuộc sống ngày hôm nay. Khi tôi chết, tôi có muốn làm một điều làm nhỏ nhoi tôi cũng không làm được. Hãy ý thức điều đó, để rồi ngay từ giờ phút này, sau thánh lễ này, bắt đầu chúng ta phải tiến tới việc làm lành lãnh dữ ngay lập tức. Amen. Con đang đi vòng nơi ngài, con dâng xác hồn lạy tiền Chúa đấng cứu độ con, lạy tiền Chúa đấng cứu độ con, lạy Chúa. Điều mà con thân xin đêm ngày, điều mà con thiết tha ban ngày, con muốn Chúa ở đâu thì anh du xe, tôi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương đến người qua cô. Nếu vì yêu đuôi lỡ lầm mà tôi tơ Chúa đây hãy còn mang vết nhơ tội lỗi, thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là xinh đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hầu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là xinh đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng xong lại vinh phúc đã chiêu tòa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương đâu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tống lãnh thiên thần, các bề thần và quán thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thề thân ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tinh. Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tông Giám Mục Giuse, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin thương nhớ đến tôi tới Chúa là linh hồn Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hai Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cụ thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện người đang cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con cùng ta kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa,
tôi trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bờ vô bờ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dài. Lạnh giá cha
con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, con ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con mừng con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạm con sâu trọn đời. Bao người thân, vợ con là để về với ngôi ba Thiên Chúa đã dành sẵn cho ở trên trời. Nghi thức đồng quan của chúng ta nhắc đến chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng về với Chúa. Thì đây xin đăng quyết cùng chúng tôi đưa lời cầu nguyện thân vui xe. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương an nguyên hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện
trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô cho chúng ta biết rằng nếu thân xác là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, thì một khi bị phá hủy đi, theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta vẫn có một nơi ở trên trời, không phải do tay người thế làm ra, nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy cũng sẽ trở về. Nghi thức độc quan giờ đây nhắc chúng ta nhớ rằng ông Giuse đã rời ngôi nhà trần gian để về ngôi nhà vĩnh cửu đời đời, đã lìa bỏ thân nhân gia đình để về với ba ngôi Thiên Chúa. Với lòng tin yêu, cảm tạ, chúng ta phó dâng ông Giuse trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa toàn năng. Trong gian chúng tôi đã kêu cầu, Chúa đã đáp lời tôi. Từ hôm sau tôi lại ban Chúa, mà Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa giơ tay xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuộc sống đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phóng ba khung gió lớn cấm thân tôi. Trong nhân gian chúng tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vườn sau tôi lại ban Chúa, mà Chúa đã nghe tiếng tôi. Alleluia, Alleluia. Chúa phán ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau đó Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám đông rất đi cùng với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta là một bà quá. Có một đám đông trong thành đi cùng với bà. Trông thấy bà, Chúa chận lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu giao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nhờ mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô, chúng ta tin rằng xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Vậy giờ đây chúng ta cùng thiết tha cầu xin Thiên Chúa đói thương đến linh hồn thân yêu của chúng ta là anh Giuse đây, mau được hưởng về hưởng tôn nhan Ngài. Đức Kitô có một Chúa đã phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống lại vào ngày sau hết." Xin Chúa đói thương cho anh Giuse được vào hương phúc với các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô có một Thiên Chúa đã phán: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống." Giờ đây thân xác anh Giuse sẽ lên đường về với Chúa. Xin cho anh Giuse được nghỉ yên trong Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô có một Thiên Chúa đã phán: "Hỡi ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho." Giờ đây đại tăng khuyến chúng con đang phải chia lìa với người thân yêu là anh Giuse. Xin Chúa thương nâng đỡ uy an chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là đấng hằng nâng đỡ uy an những ai gặp cảnh khóc than sầu khổ. Nguyện xin Chúa mở lượng từ bi mà đoái thương đến linh hồn người thân yêu của chúng con đây là anh Giuse. Xin Chúa cho anh Giuse vào được hưởng tôn nhan Chúa.
và xin Chúa bổ sức cho chúng con để chúng con có thể vượt qua cơn thử thách đau thương này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Đời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lúc mình anh nhiệm màu, lên tới thiên đường nhiệm màu, thiên hạ như cánh vàng kêu sương. Chúa ơi, lòng con chân thành dân, vinh quang Chúa muôn vàng, không gian mấy tơ vàng, chạy cao siêu lê tôn thờ. Thân cầu là Chúa ấy dù thương bạn muốn không ăn. Chúng con trong cõi đó thánh thương mai Chúa trời, xin chưa 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 bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan tiêu thôn đức nữ đồng trinh hiển vinh sang nay. Hạnh chưa chúng con cho khỏi sự dữ ác. Lạy ra thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trai tìm cực thanh cực tình đức thánh đức bà Maria. Cầu cho chúng con. Xe là bạn thánh sạch chất bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Xin các thiên thần hộ thủ. Cầu cho linh hồn Giuse. Các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho linh hồn Giuse. Hương mang sự bình an. Cầu cho linh hồn Giuse. Lạy mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin pha những nỗi
Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúng khen. Đi về nhà Chúa dâng lên cha trái tim mòn hèn. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúng khen. Trái tim mòn hèn. Đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Với chiều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa. Chiều thần thánh, con ca danh Chúa ơi tuyệt vời. Chúa ơi, cùng nhau. Mỗi lần chúng ta dự lễ ăn lá một thời gian trẻ, chúng ta tiến đường. Yeah.
mà mọi người bị ám ảnh, thì bởi sự công chính của một người mà mọi người nhận được sự công chính hóa, mang lại sự sống đúng như vậy. Vì như bởi sự bất công của một người mà nhiều người trở thành tội nhân thế nào, thì bởi sự công phục của một người mà nhiều người cũng trở nên công chính như vậy. Lề lội đã xem vào làm gia tăng tội lỗi, nhưng ở đâu tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng càng đầy tràn. Để như tội lỗi đã thống trị bằng sự chết thế này, thì ân sủng cũng thống trị bởi đức công chính đưa đến sự sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta như vậy. Đó là lời Chúa. Thank you.
nên loại trừ có loại trừ thành ra cái loại sống này, nên nhân Thiên Chúa hướng dẫn khi này sợ hồi anh đã tin tưởng vào Jesus, hoàn toàn tin vào Jesus và và đây cũng chính là chương trình công phu của Thiên Chúa
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Lời đời sự lớn khi chúng con xuân hành đã tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng ngày, và khi chúng con đi qua đời, lỡ và làm cho thân xác này trở nên của lễ toàn thiên sư. Xin cha biết rằng và lắng hóa bằng lỡ chúng con sắp được để hòa tan thân xác an vui xe. Chúng con cầu xin nhận Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, tác giả Thư Do Thái đã cho chúng ta biết Thiên Chúa chúng ta đã còn được yêu. Người đã trao cho Môi-se được gặp người qua cửa hai thần tượng, người không hề thì tự nhân người qua cổ của ban đêm trong sa mạc. Chính Thiên Chúa Đại Cha đã trao Đức Giêsu Kitô đến thăng thảy chúng ta là người ở trong thăng thảy, và đã ban tặng Chúa Thánh Thần với lửa sẽ đón linh hồn của chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta nhân biến đời sống của người như của đại toàn toàn thiên sư với những hình sắc đến ấy trong việc cử hành nghi thức hạ táng an cư xe hôm nay. Chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin ra niềm tin từ sau đây. Lạy Cha, con một cha là Đức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian, và người có bước đem gì hơn là cho thấy lửa ấy bừng lên. Xin cho anh sang tin mừng được khắp nơi trong toàn giáo hội và trên khắp toàn cầu. Xin Chúa đem tới chúng con như một đồ vật chất sắc thiên tin, sắc thiêu hài, sắc thiêu đốt khi nào anh đưa xe. Xin cho mọi người mến yêu của người cùng thiêu đô tâm hồn chúng con. Xin Chúa đem tới chúng con. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã làm cho anh đưa xe được làm người, làm con cái Cha. Tạ ơn Cha vì cuộc ân đặng đã ban cho anh đưa xe suốt cuộc đời này, và giờ đây lại gọi anh đưa xe về với Cha. Xin Cha thương đón nhận anh đưa xe cùng với những việc làm cũng như mọi sự yếu đuối của anh đưa xe trong cuộc sống làm người. Xin Chúa làm lời chúng con cũng như thân xác anh đưa xe sắp thành những hạt tượng mất hút trong lòng người. Xin Cha cho các mục chúng con biết quên mình, biên tan đi trong việc cuộc sống cùng vô anh em. Xin Chúa làm lời chúng con. Xin cho các thân nhân của anh đưa xe nhận được mọi ơn lành của Cha, và gặp được một mọi người nơi lòng yêu bên thiên tha như mọi người anh đưa xe ấm tâm hồn. Thiên hạ nhớ cánh vàng treo xưa.
cho các anh cha, để cầu cho anh Tu Xe và mọi người là chết cho các anh cha được hưởng vào vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin những cái suy nghĩ của ông cho là tiêu chuẩn của đại chúa chúng ta. Làm xong thì về là cho nó cho nó thành cái này tốt được cái nhá. Trong nước trời.